Mùa hè đến rồi, đi giải khát thôi. Quán này là một trong số những quán mà tôi rất là thích ngồi. Quán họ bán chuyên thịt trâu ngon lắm, mà quan trọng là có bia hơi. Trâu tươi quán ở 90 Láng Hạ nhá. Quán này nó ngay gần nhà tôi, đi bộ tầm 10-15 phút là ra. Có mấy bàn ngồi trên tầng này ngắm đường phố mát lắm. Nay bọn tôi có 5 anh em đi thì gọi mấy món chuyên về trâu để ăn nhá. Đây là nộm trâu Tiến Vua này. Anh em có biết cái rau Tiến Vua không? Họ bóp chua ngọt xong rồi là ăn cùng với cả thịt trâu xào lăn. Còn một cái món nữa rất là ngon mà hầu như quán trâu nó cũng có này là trâu trái tiêu xanh. Không biết anh em nào, tôi rất là thích cái món này. Thịt trâu được xào cùng với cả cái sốt tiêu xanh ấy, rồi cho vào một cái chảo gang nóng, ăn rất là mềm và thơm, ăn cực kỳ mềm luôn, nhất định là nên thử đấy. Rồi thêm mấy món toàn trâu này, đây là sườn trâu quay này, đây là chả trâu lá lốt này, nó kiểu thịt trâu được băm ra xong rồi là viên thần tròn này, nướng cùng cái lá lốt ở trong cái giấy bạc này thơm lắm, mà thịt trâu cực kỳ hợp lá lốt. Test thử miếng sườn này cũng khá là ngon đấy, cái kiểu sườn trâu nó to lắm, to đùng luôn, họ chia đều cho một mâm mỗi ông miếng cầm gặm. Mà nói thật luôn, thịt trâu làm cái gì mà ăn rất mềm luôn nhé. Mọi người cứ nghĩ thịt trâu ra nhưng mà thực ra là biết chế biến thì rất là mềm và ngon luôn. Nhiều người còn đánh giá là thịt trâu ngon hơn thịt bò đấy, nhưng mà thực ra là đối với tôi thì mỗi cái nó có một cái vị riêng, về cơ bản thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà ăn đôi khi nó cũng thấy khác khác đấy. Và tôi thấy được thịt trâu thì họ chế biến rất là nhiều món đa dạng phong phú hơn là thịt bò, cũng nhiều món mới lạ kiểu lai tây lai tàu một tí ăn được. Rồi ăn chán chê cuối bữa thì gọi thêm nồi lẩu nữa, nồi lẩu trâu thập cẩm này hơn 3 lít tí, hay như là chỉ buổi tối có thôi hay sao ấy. Như tôi khách quen ở đây đăng ký thành viên rồi thì họ giảm nồi lẩu còn có 3 lít, với cả là giảm thêm 10% tổng hóa đơn nữa cũng được, tính ra ăn uống bét nhè chia ra mỗi ông hơn 2 lít tí cũng ổn mà đúng không? Giá cả thì một phần, quan trọng nhất là cái bia này uống ổn này. Thực ra tôi cũng không đánh giá 9-10 điểm đâu, nhưng mà cũng ổn đấy. Tất nhiên là phải không đau đầu rồi, chứ còn loại bia uống mà đau đầu thì vứt. Quán này rất ổn nhá, anh em có thời gian thì thử xem.